Hãy nói về công nghệ định hình tương lai của hệ thống giao thông. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mời tôi. Tại sao tôi khẳng định đó là vận chuyển chuỗi? Đây là giải pháp duy nhất thực sự bền vững, an toàn và giá cả phải chăng mà chúng tôi có trong tay, đặc biệt áp dụng cho các nước đang phát triển. Tôi sẽ không tranh đấu nhưng tôi sẵn sàng tranh luận và tôi sẵn sàng chứng minh lập luận của mình. Bởi vì, thành thật mà nói, 90% những gì tôi nghe được hơi xa vời với thực tế. Thực tế là gì? Thực tế là đến năm 2040, số lượng ô tô trên đường sẽ tăng gấp đôi. Điều đó có nghĩa là để có thể tiếp tục sống trong tình trạng ùn tắc giao thông khủng khiếp của chúng ta hiện nay, chẳng hạn như ở Jakarta, chúng ta phải xây thêm gấp đôi đường bộ, xây gấp đôi số cầu, xây gấp đôi số cầu vượt. Chỉ còn 16 năm nữa thôi. Nó có nghĩa là sự sụp đổ của hệ thống giao thông đang đến rất gần. Và với tất cả sự tôn trọng của tôi đối với xe đạp và xe máy, tất cả những người ở Indonesia đang đi xe đạp, họ đang muốn mua xe hơi. Ta phải làm gì khi đường không còn chỗ? Không có lãnh thổ nào ở Jakarta hay ở nơi nào khác có thể cải thiện được. Đó là lý do tại sao không thể có quá nhiều lựa chọn. Và một lần nữa, hãy xem xét con số của năm 2040. Số lượng ô tô trên đường sẽ tăng gấp đôi, bất kể đó là chạy xăng, dầu hay điện, kể cả có hay không phát thải hoặc đại loại như vậy. Hãy nghĩ xem, bạn sẽ đến văn phòng bằng cách nào? Hãy nghĩ xem bạn sẽ trả bao nhiêu tiền điện? Vấn đề không phải là tôi đang tiêu thụ loại năng lượng nào, mà vấn đề là tôi đang tiêu thụ bao nhiêu năng lượng. Thêm nữa, với các số liệu chính xác sau đây, 1,3 triệu người thiệt mạng vì tai nạn giao thông hàng năm. Vậy nó sẽ giảm bao nhiêu? Chỉ bởi thực tế là tôi đang chuyển từ xe xăng sang xe điện ư? Tôi không nghĩ nó giảm được nhiều đâu. Tôi vẫn lái Tesla và tôi sẽ ngủ gật. Tôi sẽ say rượu lái xe chứ không phải tôi là ai khác. Và họ sẽ vẫn gây ra tai nạn giao thông. Vậy, nó có nghĩa là nên làm gì đó khác đi chứ? Và đây là câu trả lời duy nhất, theo quan điểm của tôi, là vận chuyển chuỗi.